33 năm kể từ khi Akira ra mắt với công chúng, không thể phủ nhận được giá trị của bộ anime này mang lại. Nó vượt qua khuôn khổ của anime truyền thống để trở thành một tác phẩm điện ảnh đỉnh cao trường tồn theo thời gian, một gã khổng lồ đúng nghĩa trong ngành công nghiệp anime, được xem như là một biểu tượng trong văn hóa đại chúng, là nguồn cảm hứng to lớn cho các nghệ sĩ trên toàn thế giới. Phim còn xuất sắc khi gây được ấn tượng mạnh với những đạo diễn Hollywood bởi nội dung mới lạ và phần hình ảnh mãn nhãn. Đã có rất nhiều nỗ lực trong việc chuyển thể Akira sang phiên bản người đóng, với việc gần đây nhất là vào năm 2017, Jordan Peele, đạo diễn của Get Out, đã đồng ý tham gia vào dự án, nhưng phim vẫn được cho là rất khó để chuyển thể, dù được Warner Bros. Mua bản quyền từ năm 2002. Lý do có thể nhận thấy rõ nhất đó là những bộ anime manga được chuyển thể bởi Hollywood thường không được thành công cho lắm. Năm 2019, một băng nhóm đua xe mô tô trẻ tuổi với Sotaro Kaneda dẫn đầu nhóm, Tetsuo Shima, một thành viên trong nhóm bị thương trong một vụ tai nạn xe máy khi va chạm với một cậu bé kỳ lạ. Tetsuo được chính phủ đưa về trụ sở và sử dụng cậu làm đối tượng thử nghiệm mới nhất của họ. Băng nhóm của Kaneda lên đường giải cứu Tetsuo và tìm ra bí mật của người được gọi là Akira. Được viết và đạo diễn bởi Katsuhiro Otomo, khởi chiếu lần đầu tại Nhật Bản vào ngày 16 tháng 7 năm 1988, sở hữu mức kinh phí sản xuất khổng lồ tại thời điểm đó là 1,1 tỷ yên, tương đương với 8,5 triệu đô la và bằng xấp xỉ 196 tỷ đồng theo tỷ giá Việt Nam hiện tại, là anime có kinh phí sản xuất cao nhất tại thời điểm đó, cho đến khi bị vượt mặt bởi Kiki Delivery Service của Studio Ghibli. Akira được sản xuất bằng công nghệ Cell Animation. Cell là viết tắt của Cellulose, là một loại vật liệu được tổng hợp bởi nitrate cellular và camphor, thường được thêm thuốc nhuộm và được ứng dụng trong phim ảnh và nhiếp ảnh, được sử dụng nửa đầu thế kỷ 20. Kỹ thuật của nó chính là cho nhiều bức ảnh xếp chồng lên nhau tạo thành các lớp, tạo chuyển động của khung hình mà không sử dụng bất cứ một công nghệ máy tính nào. Sau này nhận thấy sự ưu việt của công nghệ, cụ thể là sự hỗ trợ của máy tính liên quan đến lĩnh vực sản xuất phim hoạt hình, việc sử dụng cell đã bị loại bỏ hoàn toàn trong các tác phẩm lớn về sau. Akira sau đó đạt được nhiều thành công và phủ sóng khắp nơi trên thế giới. Ở Mỹ, các băng VHS của bộ phim được bán lậu khắp các trường đại học. Cho dù anime đã xâm nhập từ trước, nhưng vẫn không có tác phẩm nào có sức ảnh hưởng tương tự như Akira. Bộ phim cũng đã ảnh hưởng đến vô số nhạc sĩ tại thời điểm đó. Ví dụ như Michael Jackson, ở cuối MV Scream của cố nghệ sĩ, có phân đoạn Tetsuo rơi xuống từ một tòa nhà. Tiếp theo là rapper Kanye West. Ông đã khẳng định Akira và There Will Be Blood đều là hai bộ phim mà ông yêu thích nhất mọi thời đại. Trong MV Stronger của Kanye West, anh đã đưa vào rất nhiều những chi tiết có trong Akira, như là phân cảnh kiểm tra cơ thể của Tetsuo, những chiếc mô tô trong Akira, màu chữ đỏ đặc trưng, thành phố với ánh đèn neon, cảnh Tetsuo chật vật để thích nghi với sức mạnh. Truyện tranh, cả phương Đông lẫn phương Tây cũng được hưởng lợi rất nhiều từ sự tồn tại của Akira. Manga thực sự bắt đầu có chỗ đứng ở Mỹ với sự ra mắt của Akira. Việc phát hành manga của Akira có tác phẩm nghệ thuật của nhà văn Katsuhiro Otomo, người cũng đạo diễn bộ phim, là một yếu tố quan trọng của thể loại này. Nếu không có nó, ngành công nghiệp manga ở Mỹ chắc chắn sẽ không tồn tại theo kiểu ngày nay. Akira không chỉ giúp định hình một số tác phẩm âm nhạc và truyện tranh ở Mỹ, mà ảnh hưởng của nó tác động lên các bộ phim sau này. Các bộ phim nổi tiếng như Midnight Special, Chronicle, Stranger Things và Looper đều chịu ảnh hưởng trực tiếp. Theo Mental Floss, cả Looper và Akira đều kể về một đứa trẻ có khả năng tâm thần và biến chúng thành một con quái vật. Akira chính là bằng chứng đầu tiên cho thấy anime không chỉ dành cho trẻ em. Phim mở ra cánh cửa cho nhiều TV series anime nổi tiếng cho người lớn sau này, bao gồm Ghost in the Shell và Neon Genesis Evangelion. Akira tiếp tục định hình và ảnh hưởng đến các nghệ sĩ trên tất cả các phương tiện truyền thông. Vô số nghệ sĩ từ phim ảnh, âm nhạc và truyện tranh đều bị ánh đèn neon của Neo Tokyo thu hút. Dù bộ phim có chuyển thể thành phiên bản người đóng hay không, ta cũng không thể phủ định được sự sáng tạo của Otomo đã tạo nên một cuộc cách mạng cho anime và manga kể từ khi được sáng tác. Và sau cùng đó là chuyên mục có thể bạn chưa biết. Akira đã từng dự đoán trước việc Thế vận hội Tokyo 2020 bị hủy. Cụ thể, trong một phân cảnh của Akira, có xuất hiện một bảng đếm ngược.
còn 147 ngày nữa là đến Thế vận hội Tokyo 2020 và khuyến khích người dân hỗ trợ để sự kiện được thành công. Nhưng ở bên dưới, có một dòng chữ trắng vẽ bậy, hủy nó đi. Điều này trùng khớp với việc Nhật Bản hủy bỏ Thế vận hội 2020 ngoài đời thật. Kaneda, một thành viên trong băng của Tetsuo cũng đã từng có cameo trong Teen Titans Go ở tập Starfire the Terrible. Akira được tạo ra bởi 2.212 bức ảnh và 160.000 bức hình đơn lẻ, gấp từ 2 đến 3 lần so với những bộ anime sử dụng kỹ thuật CGI khác. Bạn có biết giọng nói của các nhân vật trong phim được thu trước khi bộ phim bước vào công đoạn sản xuất? Phần âm nhạc cũng vậy, nó đã được soạn thô sẵn trước khi tới tay của những nhà soạn nhạc. Điều này đảm bảo cho phần âm nhạc phải đúng với tầm nhìn của Katsuhiro Otomo và sau đó mới được các nhà soạn nhạc điều chỉnh lại để phù hợp với một số khung hình trong phim. Và đó là toàn bộ những gì bọn mình muốn nói trong video về sức ảnh hưởng của Akira. Nếu có thắc mắc hay góp ý, hãy comment xuống phía dưới nhé. Đừng quên like, share và subscribe để giúp bọn mình có thêm động lực để làm ra các video chất lượng hơn trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.